Ok, thì để chuẩn bị cho cái ngày 11 tháng 11 đó thì hôm nay thì bên Shopee họ có gửi cho mình một số các cái template để mà trang trí shop á, làm khung ảnh các thứ á, thì tiện là mình sẽ quay một cái clip để hướng dẫn các bạn luôn. Bình thường thì nhân viên nhà mình đã xử lý điều này thì Nho không phải làm. Nhưng mà hôm nay tranh tranh việc của nhân viên để mà quay một cái video hướng dẫn anh em. À, thì anh em nào mà quan tâm đến bán hàng online các thứ ABC kiếm tiền thì anh em cho Nho xin một cái theo dõi, anh em bấm cho Nho xin một cái theo dõi ở trên kênh YouTube của Nho ở đây. Rồi, ok, thì thông thường khi bán hàng thì các bạn sẽ có những cái nhóm hỗ trợ như này, cũng như nhóm của TikTok này, cả TikTok của Nho, TikTok của Nho này, à, rồi đây là nhóm Shopee, Shopee này đấy, mấy cái shop Shopee thì như vậy. Thì đến các chương trình thì họ sẽ gửi cho mình những cái thông tin như này để chúng ta xử lý. Những cái này là cái để chúng ta trang trí đây, trang trí đấy em, các bạn ấy đã hỗ trợ mình cái việc mà thiết kế rồi và mình sẽ chỉ việc bế cái này và đặt lên trên shop thôi, nó rất là dễ. À, thì cái việc mà đặt hai cái này lên trên shop thì dễ rồi, và chọn trang trí shop ở xong. Thế còn cái khung này là thay là được, chả lẽ là thay từng sản phẩm à? Thực ra có rất là nhiều cách để các bạn có thể thay được, nhưng hôm nay Nho chỉ cho em một cái cách mà nó đơn giản dễ dàng đấy, hiệu quả nhá. Thì cái việc đầu tiên nhá, cái việc đầu tiên gọi là cái này cho Nho. À, các bạn vào trong này cho các bạn sẽ lấy cái khung ảnh này xuống, cái khung này cái đau đầu nhất này, chúng ta sẽ bấm đây, chúng ta sẽ lưu ảnh này về. À, lưu ảnh về nhỏ sẽ lưu về download nha. Đấy, xem vào rồi, ok, xong cái phần một bức ảnh. À, tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái phần mềm có tên là Pixeler mà Nho sẽ làm một cái video hướng dẫn rất là chi tiết rồi, anh em thể tìm kiếm cái video là hướng dẫn làm khung ảnh sản phẩm nhá. Thì ở cái chỗ này nhá, thì các bạn có thể vào trong này, các bạn chọn cho Nho đó là cái marketing, các bạn vào là khung ảnh tiếp thị nhá. Rồi sau đó các bạn là tạo mẫu. Đấy, rất là dễ tạo mẫu, như Nho sẽ chọn là 11 tháng 11 chưa ạ, vui lòng chọn nền tảng là Shopee. Ngày kết thúc Nho quyết định là vụ đến ngày 20, 20 gì đó thì thôi dừng lại. Thế cái này nó có một cái hay là các bạn có thể cài đặt được là đến giờ nào là sẽ nghỉ, là không 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 làm cái khung này nữa, nó tự động sẽ bỏ khung này đi. Nó bình thường các bạn lại phải sửa lại ảnh một sản phẩm một lần nữa thì đau đầu lắm, nhưng đây không, nó sẽ hỗ trợ các bạn làm điều đấy luôn, hoàn toàn tự động nhá. Rồi mình sẽ chọn đây, chọn cái khung vừa nãy đúng không, download đúng không, đây chọn cái này. À, thì các bạn nhớ là khi mà cho vào này nhìn nó sẽ như này đúng không, các bạn kéo điều chỉnh kích thước này, kéo nó về đúng 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 đúng, đúng. Nhớ nhá, tăng 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 giảm từng tí một thôi. Đó, bấm nút vào mũi tên ở trên màn hình này, ở trên bàn phím này, bấm nút mũi tên này, nó tăng từng tí một. Đó, khớp chưa, khớp chưa, đúng không? À, sau đó thì chúng ta sẽ xem là độ trong suốt này. À, rồi ạ. À, chúng ta cái này không nói, sorry, sai 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 không tính. À, nhưng mà nếu các bạn nhìn này là các bạn bị lỗi, các thấy không, lỗi là bởi vì ạ, trong này nó không phải là cái nền trong suốt, các bạn nhìn thấy không. À, bên trong trắng tinh, nó bên trong nó phải nhìn thấy cái sản phẩm như này cơ mới đúng cơ, tức là cái file này á nó đang bị lỗi anh em ạ. À, file này bị lỗi, thế thì mình phải dùng như nào, mình phải làm như nào? Mình sẽ vào trong một cái phần mềm có tên là Canva, chắc bạn ạ nghe đúng không, các bạn search là Nho Canva chắc là cũng cũng gọi là có số đấy. Thì sao nào, phần Nho Canva sao nào ấy, phần đích Nho Canva này đấy, Nho ngày xưa có số ở trong lĩnh vực Canva mà không phải thường đâu nha bạn. Đấy, rồi xong bắt đầu các bạn tạo một cái thiết kế, thiết kế cho Nho, tạo một thiết kế nhằm thiết kế bao nhiêu cũng được. Đúng, thông thường thì Nho hay để cái thiết kế là đây 1280 x 1280 nhé, 1280 x 1280. Sau đó thì anh em chỉ việc là tải cái, được chưa, tải cái hình ảnh lên thôi, download được chưa, tải cái này lên rồi, tải lên, thả vào đây. Đấy, tải lên, thả vào đây như này nè, vậy chưa, chỉ cần như thế này thôi là đã xịn rồi chưa. Tải vào này xong rồi anh em ấn là tự nhiên sẽ để cái tên là Shopee 11 tháng 11 đấy, rồi chia sẻ. Ở chỗ này chúng ta sẽ ấn tải xuống và chúng ta sẽ chọn cái là nền trong suốt nhé, nhớ chọn nền trong suốt nhé, ấn tải xuống. Chả có đâu là chỉ có Nho mới đủ kiên nhẫn để hướng dẫn chi tiết thế cho anh em thôi. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại đây và chúng ta xem lại đây chưa ạ. Đây giờ em thấy cái mình vừa tải xuống đấy chưa. Đấy, sau khi tải xuống anh em phải nhìn thấy vẫn còn thấy cái váy ở đây nhé, nhớ nhé, đúng còn cái váy ở đây thì mới được. Đấy, đó mình lại kéo thu 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 à. À, nếu mà có như thế này là chưa được rồi, từ từ nhé anh em, để mình xem lại đây. Nó phải làm là sửa lại cái này vì nghe bị lỗi anh em ạ, file bị lỗi một chút.
Rồi, ok. Sau khi mà các bạn đã làm như thế này được rồi á, nó để ở đây và các bạn nhớ là nó phải nhìn thấy nhá, nó phải nhìn thấy cái váy bên trong này thì nó mới gọi là ok, nó mới không che, tức là nó trong suốt. Rồi chúng ta sẽ ấn là lưu vào bước tiếp theo nhé, lưu vào bước tiếp theo nhé. Đấy, rồi sau đó thì chúng ta sẽ chọn sản phẩm, đó, thêm sản phẩm. Thì ở đây từ từ đã, từ từ đã, mình sẽ ấn hủy đi và mình sẽ chỉ chọn cái sản phẩm của shop và hàng thu FP thôi, chưa hàng thu FP thôi. Rồi ở đây đó, không tìm được sản phẩm của bạn thì xin hãy đồng bộ cho bạn nhớ nhá, chọn đúng gian hàng. Rồi đây là tất cả ở đây đó, từ 1 đến 10 và đây thì sẽ có 100 đến 400 người điểm sản phẩm phết nhỉ. Đấy, điểm sản phẩm phết đấy. Sau khi các bạn chọn hết sản phẩm thì các bạn ấn đồng ý nhé. Sẽ loạt hết sản phẩm ở đây. Đấy, bình tĩnh nó loạt. Đấy, sau đó thì như này, anh em thấy không? Tăng từ một cái này nó sẽ tự động thành một cái như này. Đấy, xịn chưa? Hoàn toàn là tự động luôn, mình không cần phải làm cái gì. Đấy, hoàn toàn là tự động. Đấy, không. Hiện tại bây giờ chưa có cái phần mềm nào làm được như vậy đâu nha bạn. Đấy. Ok, sau khi mà các bạn đã làm xong rồi thì chúng ta sẽ có như này, chúng ta sẽ có những cái thao tác đây như là gì ạ? Có chi tiết, chúng ta có sửa, chúng ta có sao chép và có xóa và chúng ta sẽ có là tải lên. Các bạn ấn vào nút tải lên này thì nó sẽ đăng toàn bộ tất cả mọi thứ không ảnh này lên một cách hoàn toàn là tự động. Mình sẽ cho anh em xem lại cái shop hiện tại ở thời điểm hiện tại nhé. Hà Thu SP đúng không? Cái tài khoản này là Hà Thu xin trừ SP đúng không? Đó. Rất là nhiều thứ luôn. Phẩm này à, mấy cái này bạn nhân viên mình nhỏ bạn ấy thêm rồi đây này, bạn thêm rồi đây này. Đó. Bây giờ chỉ là mình thêm mấy không thôi. Đầu tiên gọi nhìn thấy không đâu, không nó cao ba nhái nó không có không đúng không, thì bây giờ mình sẽ bơm không vào là xong, ấn xác nhận nó sẽ tự động đây. Thời gian tải lên là ngày ở mùng 7 tháng 11 và ngày kết thúc là ngày 20 tháng 11. Đó, tự động hết, mình sẽ không cần phải làm gì. Thế các bạn ạ, mình nó sẽ tự động hết, mình không cần phải làm gì. Tốc độ rất nhanh. Đó. Sau đó mình chỉ cần quay lại cái là mình sẽ xem được cái kết quả luôn. Tiếp theo là chúng ta có thể sửa lại cái phần danh mục này và chúng ta cài đẩy tự động. Đấy, bonus cho các bạn thêm cái phần là đẩy tự động tiện thể luôn ở đây đúng không? Kênh marketing này thì nó sẽ có cái chỗ là sản phẩm, trong sản phẩm này thì có đẩy sản phẩm. Đấy, đẩy sản phẩm thì chúng ta chỉ việc là chọn đây shop đây đúng không? Mình sẽ bấm vào đây chưa? À, thêm sản phẩm à, những sản phẩm nằm ấy các bạn thấy không ấy ấy nó đã xử lý xong hết rồi. Chúng ta sẽ lựa chọn được là 30 sản phẩm và cứ 4 tiếng một lần thì sẽ đẩy 5 sản phẩm, cũng nhầm gì là như vậy, thì rất là ngon. Đẩy hoàn toàn là tự động, đẩy hoàn toàn là tự động, đẩy hoàn toàn là tự động. À, bằng tay mà làm này thì gãy người, nhưng mà bằng tay mà làm thì gãy người lưu. À, hoàn toàn tự động hết thì sẽ không cần phải làm cái gì. À. Xem nào. Xem là thêm được không chưa? Ấy như thêm được rồi đây nha mà, không đâu. Tự động thêm đây nha, thấy không? Tự động thêm với không này. Đó, đây. Bình thường để mình làm cái này mình mà Photoshop từng cái một thì đau đầu lắm, nhưng mà Photoshop từng sản phẩm một thì đau đầu lắm. Nhưng mà bây giờ thì nó đã có cái chức năng này để giúp mình có thể xử lý được toàn bộ luôn, toàn bộ tất cả mọi thứ luôn. Mình có thể xử lý được cái sản phẩm này cực kỳ hay luôn. Mình rất là thích cái tính năng này luôn, gần như là mình không cần phải làm quá gì hết, tự động nó làm. Đấy, nhá. Ok, thì anh em nào mà thấy hay thì anh em nhớ cho nhau xin một cái like vào kênh, và bấm like cho cái video này và cho nhau một cái theo dõi ở trên cái bấm nút theo dõi cái kênh YouTube của nhau nhá. Cảm ơn anh em đã xem hết cái video này, và cái phần mềm này á, cái phần mềm Mixer này á, họ đang cho nhau là được phép tặng cho các bạn 1 tháng hoàn toàn miễn phí, 1 tháng pro hoàn toàn miễn phí, cực kỳ hay nhé. Nếu các bạn nào mà cần thì mình sẽ để cái đường link ở dưới mô tả cho anh em. Ok.